chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ trả lời cho khách hàng nghe cái câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đã gọi điện hỏi Ngọc Hoa, đấy là nấm đường hoàng thì được trồng và mọc ở đâu. Đầu tiên, trước khi trả lời câu hỏi thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm. Đây chính là sản phẩm nấm đường hoàng Hàn Quốc mà hiện tại bên Coroshop 24 giờ đang cung cấp cho khách hàng. Giờ thì Ngọc Hoa sẽ trả lời cho các bạn nghe câu hỏi nấm thượng hoàng được trồng và mọc ở đâu. Như các bạn cũng đã biết, nấm thượng hoàng thì ở Hàn Quốc được gọi là nấm sang hoa, và nó được trồng và phát triển mọc ở thân hoặc gốc cây dâu tằm. Nó có màu vàng tươi hoặc màu nâu sẫm, và có cái hình thì nhìn như là một cái móng ấy ạ. Vâng. Và thường thì nấm thượng hoàng được ngày trước ấy thì được trồng và tìm thấy ở những vùng rừng sâu, núi cao hiểm trở, đặc biệt là ở rừng nguyên sinh. Nhưng do việc thu hoạch quá nguy hiểm nên là các nhà khoa học đã tìm cách là mang cái cây thân cây dâu tằm về và đặt lên trên cái giá cao, sau đó cấy bào tử nấm vào cho trong cái thân cây đấy và đặt nuôi trồng nó ở trong nhà vườn với nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng thích hợp để cho cái bào tử nấm phát triển lan ra khắp thân cây và phát triển thành nấm. Ngày nay thì với cái quy trình kiểm tra chặt chẽ về chất lượng cũng như là sản xuất thì hiện nay ở Hàn Quốc cũng có một vài nhà vườn, nhưng phải nói đến đấy là nhà vườn Riwakdong ở bên Hàn Quốc. Họ có một quy mô nhà vườn sản xuất nấm, trồng nấm thượng hoàng cũng như là nấm linh chi rất là lớn, và họ đảm bảo được chất lượng cũng như quy trình chặt chẽ trong việc sản xuất và nuôi trồng cái giống thượng hoàng. Vì vậy nên bây giờ chúng ta không còn quá lạ lẫm khi là nấm thượng hoàng đã được mọi người sử dụng một cách phổ biến hơn để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như cải thiện sức khỏe của mình. Các bạn có thể kéo xuống phần dưới của mô tả, chúng tôi đã đặt một cái đường link về nấm thượng hoàng ở đó, các bạn có thể ấn vào đó để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về công dụng cũng như là cách sử dụng nấm thượng hoàng. Hoặc là các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com và gọi điện theo số hotline 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể nhất những thông tin về nấm thượng hoàng hay bất cứ một sản phẩm Hàn Quốc nào các bạn đang quan tâm để bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính những người thân yêu trong gia đình của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.